Tin tổng hợp ngày 28 tháng 9 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng bị công an mời làm việc, vẫn chưa được gặp gia đình. Thái Bình mua thiết bị chống Covid-19, nguồn gốc Trung Quốc, hợp đồng ghi Nhật Bản. Nông dân Vĩnh Long nói trồng cần sa cho gà ăn. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận về làng nghề truyền thống làm đồ chơi Trung Thu Ông Hảo ở tỉnh Hưng Yên. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Cho đến ngày 28 tháng 9, gia đình của ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết vẫn chưa được gặp ông này từ khi bị công an Đắk Lắk tạm giữ. Trả lời báo chí Nhà nước Việt Nam hôm 28 tháng 9, ông Phạm Đình Phú là anh của tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý, cho biết ông đã đến cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin về vụ em trai của ông bị công an mời làm việc. Theo ông Phú, công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận ông Quý đang bị tạm giữ tại Đắk Lắk, nhưng công an từ chối việc cho phép gia đình gặp ông Quý vì cho rằng đang trong quá trình điều tra nên không cho ai gặp. Tuy nhiên, cơ quan công an có hướng dẫn đến khu tạm giam để gửi đồ cho ông Quý nếu cần. Ông Phạm Đình Phú cho biết, gia đình đã mời một luật sư ở Hà Nội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Quý. Hiện gia đình không biết lý do vì sao ông Quý bị công an mời làm việc và tạm giữ. Nguyện vọng của gia đình là làm sao để ông Quý sớm được trả tự do. Trước đó, theo đơn kêu cứu của gia đình, từ tin báo của sinh viên, vào khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 9, ông Phạm Đình Quý cùng vợ mới cưới đang đi ăn trên đường D1 gần trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trước sự chứng kiến của nhiều người đã bị công an khống chế và vây bắt, gia đình đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần để tìm hiểu và xin gặp em trai nhưng không được chấp thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam ông Mai Thanh Sang, 33 tuổi, phó giám đốc công ty cổ phần dầu khí Mekong chi nhánh Bến Tre, để điều tra về tội tham ô và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỷ 2 của công ty để cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng. Báo Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 28 tháng 9. Tin cho biết, ông Mai Thanh Sang bắt đầu làm phó giám đốc, đồng thời là chủ tài khoản của Petro Mekong chi nhánh Bến Tre từ năm 2017, và bắt đầu thu tiền cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến trên mạng vào giữa tháng 6 năm 2018. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018, ông Sang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tuấn, trưởng kho xăng dầu của Petro Mekong đóng tại huyện Ba Tri, xuất hàng tại kho xăng dầu Ba Tri sai quy định, làm hồ sơ xuất kho hàng gửi của khách hàng để chiếm đoạt hàng chục ngàn lít xăng A95 và dầu Dio để bán cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Mai Thanh Sang đã đưa nhiều lý do để yêu cầu khách hàng đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để ông nộp về công ty, nhưng ông Sang đã chiếm đoạt. Cũng trong ngày 28 tháng 9, báo trong nước cho hay ông Nguyễn Công, cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Phú Yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam 4 tháng. Nguyên nhân được nói để điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra vào năm 2010, theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mua máy đựng tim 3 kênh phục vụ mục đích chống COVID-19 có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng trong hợp đồng lại đề xuất xứ Nhật Bản. Đó là kết luận thanh tra việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tại địa phương. Kết luận chỉ ra nhiều vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư phòng chống dịch COVID-19, truyền thông Nhà nước loan tin hôm 27 tháng 9. Kết luận thanh tra cho biết, việc lắp đặt và bàn giao trang thiết bị y tế có vi phạm khi các biên bản không có ký xác nhận của đại diện tư vấn giám sát, chưa có đầy đủ giấy ủy quyền bán hàng một số máy móc thiết bị. Tờ khai hải quan trang thiết bị nhập khẩu bị xác định thiếu thông tin giá trị hàng hóa, chứng từ kèm theo tờ khai hải quan có dấu hiệu bị tẩy xóa. Tại gói mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Nhi Thái Bình, đơn vị bàn giao một số trang thiết bị không phải nhà thầu trúng thầu. Số lượng máy thở được mua tại Bệnh viện Nhi vượt định mức 4 máy thở trẻ em kèm máy nén khí. Cơ quan chức năng Việt Nam hôm 25 tháng 9 phát hiện một người nông dân ở tỉnh Vĩnh Long, vùng đồng bằng sông Cửu Long, trồng hơn 300 cây cần sa. Thông tấn xã DPA dẫn nguồn, truyền thông Nhà nước Việt Nam, theo đó ông Bùi Đức Hòa,
42 tuổi, ở xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị phát hiện trồng 304 cây cần sa trong chậu nhựa. Số chậu cần sa này đặt giữa vườn cam nhà ông Hoa. Khi công an địa phương phát hiện, ông khai rằng ông nhận hạt giống từ một người bạn 2 tháng trước và chỉ trồng cho gà ăn để tránh dịch bệnh. Công an huyện Tam Bình thu giữ toàn bộ số chậu cần sa và tiếp tục điều tra. Theo DPA, người trồng cần sa với số lượng nhỏ dưới 500 cây và vi phạm lần đầu có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Người trồng với số lượng lớn hơn có thể bị xử phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC cho biết đã bắt đầu khai thác dầu thô từ cụm mỏ Linh Hô 16-2 tại khu vực Đông Biển Đông. Dự kiến sẽ đạt sản lượng cao nhất khoảng 72.800 thùng một ngày vào năm 2022. Theo thông tin từ báo Nhà nước Việt Nam loan hôm 28 tháng 9, tính đến cuối năm 2019, CNOOC chứng minh tổng trữ lượng tại khu vực Đông Biển Đông xấp xỉ 644 triệu thùng dầu quy đổi, sản lượng trung bình đạt 242.000 thùng dầu quy đổi một ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2020, CNOOC đã phát hiện thêm trữ lượng dầu khí đáng kể ở khu vực Đông Biển Đông. Theo nhận định của báo chí Việt Nam, thì việc đưa cụm mỏ Linh Hua 16-2 vào khai thác có thể nằm trong kế hoạch tham vọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy sản xuất dầu thô và khí đốt trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Hồi tháng 7 năm 2020, truyền thông trong nước đưa tin Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN phát hiện mỏ Kèn Bầu, một mỏ dầu khí được cho là lớn nhất trong lịch sử của ngành trên Biển Đông, dự kiến sẽ bắt đầu khai thác vào năm 2028. Trước đó vào tháng 5 năm 2019, giếng khoan thăm dò Kèn Bầu đã được mở lỗ, đạt chiều sâu 3.603 mét và gặp tất cả các vỉa sản phẩm dự kiến với dấu hiệu dầu khí tốt trong khi khoan. Cụ thể, mỏ Kèn Bầu lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc bể sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km và cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Việt Nam từng phải hủy hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí với Rosneft của Nga và Repsol của Tây Ban Nha do sức ép từ Trung Quốc. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, làng nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống ở Hưng Yên ra sao trong mùa dịch COVID-19? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Làng nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống ở thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Những năm gần đây không còn nhộn nhịp như lúc trước, vì cả thôn giờ chỉ còn khoảng chừng 5 đến 6 hộ giữ nghề truyền thống này. Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay, thu nhập của làng nghề càng bị ảnh hưởng. Đây là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm Trung Thu truyền thống như trống, mặt nạ, đầu lân cho thị trường Trung Thu tại Hà Nội. Nói chung là cái nghề trống này của gia đình cũng như là của thôn xóm không phải lúc làm lúc nào cũng được thuận. Đến lúc bán nhưng mà thời tiết nó nắng thì nó thuận thì mới bán được trôi hết hàng. Tiêu thụ năm nay thì dính Covid thì không còn gì để mà nói nữa. Bán hai phần, giá cả cũng bị đánh thụt xuống. Làm về mặt nạ là có 2 nhà thôi, còn làm trống có mấy nhà, làm trống có 4 nhà, đa phần là bỏ nghề trông cháu. Chỉ còn 5-6 nhà bỏ hết đi, thì công ty nó về họ bỏ hết, làm cái này là vốn nó nhiều, thu nhập nó ít họ bỏ hết. Nhiều gia đình làm nghề truyền thống đã qua 3-4 thế hệ, tuy nhiên, theo như họ tâm sự, một phần vì đồ chơi Trung Quốc cạnh tranh, phần vì COVID-19, nên giá cả bị còn buồn ép, khiến thu nhập không được bao nhiêu. Như nghệ nhân Vũ Huy Đông cho biết, nghề này gia đình ông truyền qua 3 thế hệ và ông đang cố gắng cầm cự để con cháu duy trì nghề này. Thì như mức độ người ta làm một ngày khoảng 150. Gia đình nhà tôi là có làm chống các loại mặt nạ. Thì người ta cứ ép mình. Làm nghề đâu phải dễ các con. Con mình chống mình theo.
ruộng đó thì công ty người ta lấy, thế còn một cũng còn một ít nữa nhưng mà không thể cấy được, đành bỏ không. Mình chuyển ra ép giá lắm. Ví dụ cây trống năm nay năm ngoái độ 30.000 như năm nay nó chỉ giả 5 hay 6 nghìn thôi. Cái đồ này như năm ngoái bán chạy lắm, mấy năm nay bán chạy lắm. Bị Covid thì nó dừng hình thôi, thì phải chấp nhận thôi. Tôi làm gần 4 năm. Vào mỗi dịp Tết Trung Thu, sản phẩm đồ chơi của làng nghề truyền thống thôn Ông Hảo làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu của khách, nhưng năm nay thất thu nặng. Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho Trung Thu 2021, giờ này các nghệ nhân làng Ông Hảo vẫn miệt mài chuẩn bị nguyên liệu để sang năm lại tiếp tục công việc của mình, tạo ra các sản phẩm Trung Thu truyền thống Việt Nam cho thị trường Trung Thu trong cả nước. Trống thì cũng phải phơi, nó phải được lắng. Thì đóng ở đây thì là nó mới kêu giòn ra chứ. Chuẩn bị để sang năm. Chỉ Trung Thu là dập tắt luôn. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.